Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hà Liên. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Liên xin chia sẻ đến với các bạn chuỗi bài Chào Mặt Trời, tên tiếng Phạn là Surya Namaskar. Thì đây được xem là một chuỗi yoga hoàn chỉnh trong Hatha Yoga. Đây là một chuỗi bài gồm 12 động tác. Khi các bạn thực hành chuỗi 12 động tác với sự liên kết giữa cơ thể, hơi thở, tâm trí và tâm linh, thì các bạn sẽ đánh thức được năng lượng mặt trời nằm im ở trung tâm rốn, giúp các bạn cân bằng giữa sức mạnh và sự dẻo dai, khôi phục cơ thể, nuôi dưỡng tâm trí minh mẫn, tĩnh lặng. Chỉ với một vài chu kỳ chào mặt trời, bạn có thể kích thích các cơ quan nội tạng, các tuyến nội tiết, cung cấp năng lượng cho hệ thần kinh, khai thác khả năng chữa bệnh, tiếp thêm sinh lực và đẩy nhanh quá trình trẻ hóa, đồng thời đạt được sự bình an trong tâm hồn. Để đạt được kết quả như vậy thì chúng ta không nên xem nhẹ chuỗi chào mặt trời như một bài thể dục thể chất thông thường, mà ở đây là sự thực hành kết hợp giữa thân thể, hơi thở, tâm trí và tâm linh. Từ thời cổ đại, loài người đã sử dụng các biểu tượng đại diện cho các vị thần tối thượng. Một trong những biểu tượng lâu dài nhất đó là Surya, tức là mặt trời. Khi bạn đang chuyển động qua chuỗi Namaskar, hãy tưởng tượng rằng bạn đang đối mặt với người giáo viên của mình. Ở đây không chỉ là một người giáo viên bất kỳ, mà đây có thể là lý tưởng của bạn. Cũng có thể là người hướng dẫn và soi sáng cuộc sống của bạn, giống như cách Surya đã làm cho thế giới. Hãy thực hành chuyển động với tất cả tình yêu và lòng biết ơn của bạn. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần thực hành các bạn nhé. Đầu tiên, các bạn đứng về đầu thảm, hai chân cách nhau một khoảng bằng hông, tư thế Tadasana. Canh chỉnh toàn thân trên một đường thẳng. Cảm nhận sự liên kết giữa lòng bàn chân với mặt đất. Hít thở, hai tay chắp trước ngực. Hít vào, hai tay vươn qua khỏi đầu, đẩy hông về phía trước, ngực nâng lên. Tập trung vào sự kéo duỗi mặt trước cơ thể, thở ra vươn dài cột sống, hơi trùng gối giữ cột sống luôn thẳng, hai tay đặt cạnh bàn chân. Từ đây hãy áp bụng, ngực chạm đùi, đỉnh đầu chút ngược. Hai tay nắm lấy cổ chân, chậm rãi duỗi đầu gối, duỗi thẳng chân cho đến khi nào bạn cảm thấy căng nhất có thể. Một cách tiếp cận khác ở tư thế Uttanasana. Đầu tiên hãy duỗi đầu gối, chậm rãi gập từ phía hông, bụng về phía đùi. Chúng ta sẽ không cuộn lưng như thế này. Trong quá trình thực hành, cột sống bị cuộn, các bạn hãy trùng nhẹ gối giữ cho lưng được thẳng. Tùy theo sự cảm nhận mà bạn có thể gập sâu hay không. Hai tay nắm cổ chân, đẩy nhẹ hông về phía trước. Đỉnh đầu chút ngược, cảm nhận trọng lực hỗ trợ kéo duỗi vai, gáy, cổ. Không cố gắng phải kéo trán về ống chân, mà hãy tập trung kéo bụng về đùi, chống tay ngậm mặt. Phải hít bước xa chân ra sau, đặt mũi chân xuống, gối trước nằm phía trên cổ chân, nhón tay ngậm mặt. Hãy di chuyển bàn chân phải ra sau cho đến khi nào bạn cảm nhận cơ đùi trước, chân sau và khu vực cơ gấp được kéo duỗi một cách tối đa. Áp lòng bàn tay siết bụng đùi rút chân trái ngang với chân phải. Phalakasana. Đầu, vai,
mông trên một đường thẳng, rút chặt cơ bụng. Không rụt vai như thế này, hãy siết bả vai đẩy lên trần nhà. Không võng lưng như thế này, hãy siết chặt cơ bụng, cuộn xương cục về phía rốn, hở ra hạt gối, co khuỷu tay ngực về giữa hai lòng bàn tay hông nhô cao. Hay chỏ tay các bạn hướng lên trần nhà và kẹp về phía mạng sườn, duỗi mũi chân, hít vào, nâng cầm, siết cơ lưng nhấc ngực lên khỏi sàn. Lúc này cơ mông của chúng ta đang siết chặt, hãy cảm nhận lực vào cơ lưng, không có lực ở tay, không có sức ép ở thắt lưng. Giai đoạn sau, các bạn chuyển lực về bàn tay, siết cơ tay sau, chống thẳng tay, ngực nhấc cao lên khỏi sàn. Tư thế rắn hổ mang, Bhujangasana. Hãy tập trung vào việc kéo duỗi mặt trước cơ thể thay vì đè nén vào thắt lưng của bạn. Hai vai xoay ra sau, không rụt vai như thế này. Điều này sẽ khiến áp lực vào thắt lưng, kéo vai ra sau, đẩy lòng ngực lên. Khi các bạn chuyển lực vào tay, cơ mông sẽ thả lỏng. Dấu hiệu là gót chân hơi hướng ra ngoài, hở ra hạ ngực về sàn. Và đây là cách tiếp cận Adho Mukha Svanasana cho người mới. Ấn mũi chân, ấn gối và kéo cái hông ra sau. Cách tiếp cận thứ hai là chúng ta ấn mũi chân, siết cơ tay và kéo hông lên khỏi sàn. Cách này sẽ phù hợp cho những người đã thực hành một thời gian. Nếu như vì thẳng chân mà khiến cho cột sống của các bạn bị cong, thì hãy chùng gối, kéo vai ra phía sau và hướng xuống, xoay hai cơ delta ra bên ngoài. Rồi từ từ các bạn hãy duỗi thẳng đầu gối. Nếu như thoải mái, các bạn hãy tiếp tục ấn gót chân về phía sàn. Chân phải chuẩn bị, hít bước chân phải cạnh bàn tay, gối nằm phía trên cổ chân, ngẩng mặt, duỗi hông, siết chặt đùi trước, đùi sau, thở rút chân về cạnh chân trước, gập người Uttanasana, co khuỷu tay kéo bụng về đùi. Nếu như các bạn căng quá thì hãy chung nhẹ hai gối của mình. Quan trọng là chúng ta duỗi được phần lưng, massage vào các cơ quan nội tạng và tăng cường đưa lượng máu về não. Ngẩng mặt, hơi co gối, hai tay song song mang tay, hít vào, vươn lên, mở ngực tối đa, đón năng lượng mặt trời, hở ra tay chắp trước ngực. Thực hành với nửa bên còn lại. Hít vào Uddhava Hastasana, hạ mông nâng ngực. Hở ra co gối Uttanasana, nhẹ nhàng kéo duỗi mặt sau cơ thể, đầu chút ngược, thở hết hơi sạch phổi, ngẩng mặt, chống tay, trái hít Asaneyasana, rút chân Phalakasana, siết bụng, hở Astanga Namaskara,
Hít vào Bhujangasana, điều chỉnh tư thế để tìm điểm thoải mái. Hở ra Adho Mukha Svanasana. Trái hít Ajaneyasana. Thở Uttanasana. Tư thế trường sinh, khỏe nội tạng, cân bằng nội tiết, hệ thần kinh. Hít vào tay song song vươn người lên Uddhava Hastasana. Hở Tadasana. Vòng thứ hai Surya Namaskar. Hãy chuyển động bằng tất cả sự biết ơn và tình yêu thương. Tadasana. Đứng vững như quả núi. Hít vào duỗi dài cột sống Uddhava Hastasana. Mở lòng đón nhận năng lượng bằng tất cả sự biết ơn. Thở ra gặp người Uttanasana. Tay nắm cổ chân, đầu chúc ngược, xô nhẹ hông về trước. Ngẩng mặt, phải hít Ajaneyasana, hạ hông vươn ngực. Giữ hơi rút chân về Phalakasana, rút bụng vững chắc. Hở ra hạ gối, ngực dựa hai tay Astangra Namaskara. Hít vào Bhujangasana, mở ngực. Hở ra Adho Mukha Svanasana, duỗi vai gập hông, mắt nhìn về mũi chân. Phải hít bước chân lên Ajaneyasana. Thở rút chân Uttanasana. Ngẩng mặt, hít vào vươn lên Uddhava Hastasana. Thở tay chắp trước ngực Tadasana. Hít vào tay vươn lên hạ mông nâng ngực. Thở ra vươn dài gập hông, tay nắm cổ chân, mát xa các cơ quan nội tạng. Ngẩng mặt, trái hít bước chân ra sau Ajaneyasana. Rút chân phải về cùng trái Phalakasana. Thở ra Astanga Namaskara. Hít vào Bhujangasana, lòng ngực mở rộng, mềm quả tim. Thở ra Adho Mukha Svanasana. Trái hít Ajaneyasana. Thở Uttanasana. Hít vào Uddhava Hastasana. Thả lỏng cơ mặt. Thở ra Tadasana. Hít vào Uddhava Hastasana. Chậm rãi cảm nhận từng biên độ. Thở ra Uttanasana. Xô hông duỗi gối. Ngẩng mặt, phải hít bước chân ra sau Ajaneyasana. Căng mở khớp hông. Rút chân trái cạnh phải Phalakasana. Thở ra Astanga Namaskara. Duỗi chân hít vào Bhujangasana. Thở ra Adho Mukha Svanasana.
phải hít bước chân Ajaneyasana, thở Uttanasana, hít vào hai tay vươn lên Uttanasana, ánh sáng mặt trời chiếu rọi thân ta, thở ra Tadasana, hít vào Uttanasana, thở ra Uttanasana, quay về chăm sóc cơ quan nội tạng. Ngẩng mặt, trái hít Ajaneyasana, rút chân phải ra sau Palakasana, hở co gối ngực sửa hai tay Astanga Namaskara, hít vào Bhujangasana thoải mái vùng lưng, hở ra Adho Mukha Svanasana, trái hít Ajaneyasana, hở ra Uttanasana, hít vào Uttanasana, hở ra Tadasana. Hãy đứng yên bất động, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt lại, hít thở nhẹ nhàng, êm ái. Hít vào, hở ra. Hãy tập trung vào rốn của bạn. Ở đây, chúng ta hãy hình dung một ngọn lửa. Hít vào và thở ra ba hơi thở tự nhiên, có ý thức. Hít thở sâu và đều. Hít vào, hở ra. Hít vào, tâm tĩnh lặng. Hở ra, miệng mỉm cười. Hít vào, an trú nơi hiện tại. Hở ra, phút giây đẹp tuyệt vời. Hãy cảm nhận vùng rốn đang ấm lên. Và sau đó, hãy cảm nhận ngọn lửa lan tỏa đến trung tâm của trái tim. Thực hành với lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc với mặt trời. Sau đó các bạn hãy quay trở lại với vùng rốn. Trong khi giữ sự tập trung vào mặt trời sáng chói, hãy thực hành mantra Gayatri. Đây là lúc để thực hành câu thần chú trong tâm trí của bạn và tập trung vào mặt trời bên trong của trung tâm rốn. Gayatri là một mantra tiếng Phạn cổ xưa nhất. Niệm mantra này trong lúc thực hành Surya Namaskar với mục đích cầu khẩn ánh sáng mặt trời và giúp chúng ta chuyển hóa sự đau khổ. Bài mantra như sau: Om Bhuvasva Dasavatu Vareniya Barodevasya Dhimahi Diyo Yona Prachodaya. Gương mặt thả lỏng, cảm nhận niềm vui, sự an nhiên vạn phất trên gương mặt. Cảm nhận như thể toàn bộ cơ thể của bạn đang tràn ngập ánh sáng của mặt trời. Cơ thể của bạn dần được thay thế bằng ánh sáng.
và bạn đã trở thành hiện thân của ánh sáng. Xin nhắc lại, hãy thực hành Soya Namaskar với tất cả lòng biết ơn và sự thành kính, chuyển động với sự kết nối giữa thân thể, hơi thở, tâm trí, tâm linh. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời từ chuỗi chào mặt trời Soya Namaskar. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài chia sẻ tiếp theo. Namaste.